Lễ khai mạc của Euro 2016 được báo chí thế giới đánh giá là đơn giản nhưng đủ bắt mắt. Đó có lẽ cũng là những đặc điểm quen thuộc trong nền nghệ thuật nước Pháp, từ hội họa, điện ảnh cho tới văn học. Không quá cầu kỳ, nhưng người Pháp luôn biết cách tạo nên những tác phẩm đầy màu sắc. Những khán giả tới với nước Pháp dịp này cũng sẽ được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi những chuyên nhân của họa sĩ Monet chứ danh. Còn dịp nào để thể hiện tài năng của mình tốt hơn là một sự kiện được cả thế giới hướng đến. Họa sĩ người Pháp Florian Nicolet vừa cho ra mắt bộ tranh tuyệt đẹp về 24 đội tuyển của Euro 2016. Những cầu thủ đóng vai trò biểu tượng của các đội được chọn để đưa lên tranh. Ví dụ, Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo, Thụy Điển là Zlatan Ibrahimovic. Với đội tuyển Anh, đó là bộ ba Wayne Rooney, Harry Kane và Jamie Vardy. Còn đội tuyển Đức là Manuel Neuer và Thomas Müller. Bộ tranh này là một phần trong chiến dịch có tên More Than Football, tạm dịch là còn hơn cả bóng đá, của hãng truyền thông ESPN. Các nghệ sĩ đường phố tại Pháp đã sử dụng nghệ thuật graffiti để tạo nên những bức chân dung của 11 huyền thoại Euro trên những bức tường ở Paris. Từ những người vẫn sẽ giữ Euro này như Ronaldo, Iniesta, Buffon, cho tới những huyền thoại của quá khứ như Henry, Puyol, Zidane, Maldini hay Franz Beckenbauer. Từ khi ra mắt, những bức chân dung trên tường này đã được du khách thập phương tới rất đông để chiêm ngưỡng.